Thưa quý khán giả và bà con, sau khi thu hoạch lúa hè thu xong thì bà con tranh thủ xuống giống vụ lúa thu đông để tránh mưa bão cuối vụ. Hiện nay thì toàn tỉnh xuống giống được khoảng 2.000 hecta. Tuy nhiên thì xuống giống trong điều kiện rơm rạ trên ruộng vẫn chưa phân hủy hết thì ruộng lúa rất dễ bị ngộ độc hữu cơ. Theo đó thì các bệnh khác sẽ dễ bị phối nhiễm, đặc biệt là đạo ôn và vi khuẩn. Mưa nắng xen kẽ, ruộng lúa rất dễ gặp rủi ro như là lúa chết dũng hay là lúa bị sặc phèn do nắng hạn. Các diễn giả chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp cây lúa khỏe ngay đầu vụ, chống chịu được với thời tiết và sâu bệnh tấn công. Sau khi thu hoạch xong lúa hè thu, nông dân Hậu Giang nhanh chóng cày xới đất xuống giống vụ thu đông. Bởi theo bà con, thu hoạch sớm sẽ tránh đổ ngã cây lúa ở cuối vụ. Với cách làm liên tục, không đảm bảo cách ly mùa vụ, rơm rạ chưa kịp phân hủy, rất dễ xảy ra ngộ độc hữu cơ. Mưa sập sùi, những ngày qua, nhiều diện tích lúa từ 5 đến 10 ngày tuổi đã bị chết dũng. Có những ruộng lúa bị ngộ độc hữu cơ, cây lúa eo ọt. Khi đó, rễ lúa bị thối, không hấp thụ được dinh dưỡng để nuôi thân và lá. Vì thế nông dân lại phải tốn thêm chi phí mua phân thuốc. Xạ vụ này bị mưa gió thất thường này, rồi cái mưa đêm rồi đó mình xạ sáng xạ chiều mưa này, cái nó hao hụt giống. Thì sau hao hụt này mình rẽ phân thuốc rồi mướn nhân công dậm thì chắc thấy vụ này chắc cũng không còn lời lớn gì bao nhiêu đâu. Ngoài ra, để cây lúa khỏe mạnh ngay từ đầu vụ, nông dân phải làm kỹ nhiều khâu như xử lý rơm rạ cho quay mục, làm đất bằng phẳng, chọn giống xác nhận, đặc biệt xử lý cỏ dại, diệt ốc bu vàng và phòng trừ một số bệnh thường gặp trên cây lúa non. Cái vụ mưa này thường là tôi chọn giống xác nhận. Tôi thử độ nảy mầm cho lên đâu đó là khoảng từ 85 đến 90%. Thì là tôi dọn biện pháp là thứ nhất là tôi ngu xe tôi gầm. Mà một hũ mà 10 xe đó là cho 20 kg. Và đâu đó lần hoàng thì tàu là lần ngu xe nó có tác dụng cái là tôi xài máy dụ là cái bộ rễ lúa nó ra mạnh. Cũ lỡ mình xạ có gặp mưa thì bộ rễ nó bám lẹ hơn, nó ít có bị nổi trôi, nó không có bị đùa giống như mà mình không có chọn. Với hai thí dụ như lỡ gặp mưa, đám mưa nhỏ thì cái lúa nó ngâu lên vẫn nhanh hơn dần cái dạng mà mình không có chọn. Đối với sulfit á, thì trong vụ mưa gió như cái kiểu mà thời tiết như hiện nay á, là tôi áp dụng tôi xài là sao xạ. Thì theo như tôi xuống giống đồ, tôi chọn giống đất đầu tôi làm đâu đó lần hoàng tôi xuống giống một ngày trước, ba ngày sau á. Khoảng từ 24 giờ sau một đêm một ngày á, là tôi tiến hành tôi phun sulfit. Tôi thấy cái hiệu quả sulfit phun như vậy á, đối với vụ này thì có thể diệt cỏ khoảng là 95 trên 95%. Với thời tiết không mấy thuận lợi như hiện nay, nông dân cần theo dõi sát để tránh những thất thoát không mong muốn. Trước khi xuống giống, nông dân phải làm sạch rơm rạ, tạo nhiều rãnh thoát nước để hạn chế được ngộ độc hữu cơ. Nếu lúa đã gieo xạ, phải kết hợp bón vôi và phân để cây lúa phát triển tốt. Chào mừng bà con và quý khán giả đến với phần tư vấn nhà nông. Tham gia cùng với bà con ngày hôm nay thì Ngọc Như xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Tiêu Minh Tâm, giám đốc sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời và một số bà con nông dân ở xã Vĩnh Trung của huyện Vị Thủy. Thưa kỹ sư Tiêu Minh Tâm, hiện nay thì bà con cũng đã tranh thủ xuống giống trong điều kiện là rơm rạ trên đồng vẫn chưa phân hủy hết. Như vậy thì sẽ không tốt cho đầu vụ. Bà con cần phải làm gì để có thể thoát độc cho cây lúa giúp cây lúa non phát triển ở đầu vụ ạ? Khi bà con thu hoạch thì ở trên ruộng mình còn lại rơm rạ thì nó có hai trường hợp, một là rơm rạ trên nền mà nó ẩm ướt, hai là ngập mà nó có rơm rạ. Thì dù kiểu nào đi nữa thì chúng ta phải làm sao giải quyết được cái rơm rạ này nó rã ra thì nó sẽ tốt cho cây lúa của mình. Và nguyên tắc chung là chúng ta đưa trico vào, chúng ta phun ở trên cái nền rơm này. Và phun trên nền rơm rồi thì chúng ta cài dùi. Và chúng ta cài dùi sâu trong đất để chi? Để cho cái lớp bùn nó nổi lên trên thì chúng ta có thể gieo xạ được. Nhưng mà nhớ là phải đánh rãnh đường nước cho thông để giải quyết vấn đề cho nó tốt thì nó mới đạt yêu cầu. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể là dùi nhưng mà chúng ta quá nhanh, nghĩa là cái thời gian quá ngắn. Thì bà con nhớ là khi dùi xong thì phải làm sao cho nổi sình lên và đánh rãnh đường nước cho thông để gieo xạ cho tiện và mình sử dụng thuốc cỏ sau này cho nó tốt. Và đồng thời
khoảng ngày thứ 15 đó bà con, thấy mà lúa mà nó có triệu chứng là nó hơi vàng chẳng hạn, thì bà con phải làm sao tháo nước ra để cho cái chất độc nằm trong đất đó, nó bốc hơi lên. Và 15 ngày sau đó thì nó cũng có trường hợp đó nữa, thì chúng ta cũng tháo nước ra thì nó tốt hơn. Nhưng thưa kỹ sư Tiên Minh Tâm, để tăng cường sức khỏe cho cây lúa ngay từ đầu vụ thì bà con cũng chọn giải pháp là ngâm hạt giống trong ru xe để có thể ngăn ngừa được rầy nâu cũng như là bù lạch chích thúc. Thì khi ngâm ru xe thì hạt giống sẽ có mầm và mạ rất là khỏe như vậy. Thì vì sao thì mình phải chọn cái giải pháp này ạ? Thì bà con biết là cái chai ru xe này nhỏ xíu à, nó chừng có 10c thôi, nhưng mà mình sử dụng cái chai này cho một dạ lúa. Và nguyên tắc chung là đối với ru xe đưa vào trong giống mình á, mục tiêu chính của nó là giải quyết con rầy với là con bù lạch ở giai đoạn sớm. Có nghĩa là 15 ngày đối với con rầy và đối với 25 ngày đối với bù lạch. Tại vì sao? Tại vì cây lúa chúng ta mà phát triển thì từ từ ở dưới lên, và nó ngấm vào trong lúa mình rồi thì nó sẽ di chuyển lên. Và trong quá trình nó di chuyển lên thì cây càng lớn, ngày càng xa thì nó sẽ lên trên cao nhiều hơn ở dưới. Thành ra cái đối với hạn định của con rầy nó ngắn, còn đối với con bù lạch thì nó dài hơn. Và như vậy là chúng ta giải quyết được cái con côn trùng ở trên cây lúa chúng ta. Cái thứ hai là cái vấn đề mà còn lại đó là nó làm cường lực cây lúa. Cường lực là khi nó đưa vào trong hạt thì nó giúp cho sự cấu kết những cái chất liệu ở trong cái hạt giống chúng ta. Đồng thời nó có những cái tố để nó hoạt động mạnh hơn. Và như vậy là cái rễ nó bung ra sớm hơn và nó bám vào đất tốt hơn. Và đó là cái cách mà ru xe nó tác kích trên hạt để giúp cho cây lúa chúng ta gieo vào trong đất thì nó bám sâu vào đất tốt hơn, và nếu có lợn có mưa thì nó không bị nổi. Cái vụ lúa này mùa hè mùa giữa này nó gặp mưa gió thất thường quá, như vậy là xuống giống thì gặp sập sồi. Như vậy là kỹ sư có cái biện pháp nào để cho tôi là xạ xuống cho nó đạt được là 90% không? Thì nó có 3 vấn đề mà theo chúng tôi nghĩ là bà con nên lưu tâm thì mình giải quyết được. Thứ nhất là bà con phải có giống tốt. Giống tốt ở đây thì giống xác nhận thì nó tốt rồi, nhưng mà điều bà con phải thử lại độ nảy mầm coi nó tốt không. Bởi vì nó nảy mầm mà từng 85-95% thì nó rất là ngon. Còn nếu mà nảy mầm mà nó ít quá thì mình gieo xuống thì nội bản thân mà nó chết trước khi mà nó xuống đất á, thì nó cũng dở đi. Cái thứ hai mà chúng tôi lưu ý đó bà con là đối với cái đất á, nó rất quan trọng để nó hít được cái rễ để mà nó phát triển. Bà con phải làm đất cho nó có bùn nhão, nó lòi bùn lên và đánh rãnh đường nước cho thông. Thì khi đánh rãnh đường nước cho thông thì bà con gieo xạ trên đó. Nếu có mưa, bà con có thể giữ nước lại, coi như là một cái biện pháp nữa, rải giống trên nền ngập nước. Và bà con giữ nó lại, có thể là ngày hôm sau chúng ta sẽ tháo ra. Và nguyên tắc mà chúng ta giữ nước lại để cho cái hạt mưa nó không có dùi cái hạt giống chúng ta. Và chúng ta gieo như vậy thì nó ở trong điều kiện nước cho nó đáp ở trên nền nó rất là nhẹ nhàng. Và như vậy là bà con sẽ rất là dễ dàng để điều khiển là hạt giống bám trên mặt để phát triển mà nó không có chùi sâu. Bà con nhớ là cái yếu tố này là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái nghề làm lúa mình, đó là phải điều khiển nước. Có nghĩa là khi mà nó cần tháo chúng ta tháo ra, mà khi cần vô nước chúng ta vô nước thì nó mới ngon. Và bây giờ nếu mà chúng ta gieo trong điều kiện ngập nước đó rồi thì nhớ là ngày hôm sau chúng ta tháo ra cho nó tốt, để cây lúa chúng ta nó đóng trong cho lẹ. Và khi nó đóng trong cho lẹ thì chúng ta xử lý sulfit sau đó thì nó rất là thuận lợi. Vừa qua tôi sử dụng cái sulfit cộng với cái bơm lower là sau khi phun gặp mưa hiệu quả như thế nào? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là sulfit kết hợp với cái bơm lower là tác dụng trên cây lúa ra sao? Bây giờ bà con lại có một cái kiểu mới, đó là đưa cái bơm lơ chung với sulfit để cường lực cái cây mà mình vừa gieo. Thì bà con cũng biết là khi mà cái mầm mà cái hạt giống mình gieo xuống đó bà con, thì người ta phun cái đó thì nó có cái tác động là nếu nó được áo lên trên cái cây mà cái hạt giống mình vừa gieo lên đó bà con, thì nó sẽ có cái bước phát triển là nó sẽ giúp cái cây nó giọt lên nó dễ hơn. Cái vai trò của bơm lơ vào ở trong cây lúa mình thì nó kích hoạt những cái mô bào nó phát triển, và cái mô bào nó phát triển trong điều kiện mà đất chúng ta nó có chất màu mỡ sẵn, có phân sẵn rồi, thì nó sẽ rút cái phân ở trong đất lên mạnh mẽ hơn. Và vậy là trong giai đoạn đầu chúng ta sẽ đỡ cái cơ phân đầu tiên, và chúng tôi nghĩ là đây là một cái cách mà rất là hay. Còn ở trường hợp này bà con hỏi là nếu mà lỡ có mưa thì sao, thì bà con nhớ bà con xịt sulfit, mà xịt xong
rồi sau đó có mưa thì bà con giữ nước qua đêm, sau đó tháo ra thì nó rất là êm và cây lúa phát triển rất là thuận lợi. Riêng cái bơm lau ơn trong đó thì bà con nhớ bơm lau ơn nó đã thấm vào thời gian rất là ngắn, chỉ cần khoảng 2 tới 3 tiếng đồng hồ tối đa thì nó đã vô trong hết trơn rồi. Nó vô trong hết trơn rồi thì nó tiếp tục phát triển cái cây lúa mình lên, nó mập mạnh thành ra rất rất tốt để mà làm cho cái độ xanh ở trên ruộng đồng chúng ta nó mau mắn ở khi mà chúng ta vừa gieo hạt giống. Hiệu quả thấy rõ là nếu bà con có xử lý soi hay không xử lý thì đương nhiên là lúa bà con xanh hơn lúa kế bên, đỡ hơn hân cử đầu tiên. Thì đối với bơm lau ơn này thì bà con cũng biết là bơm lau ơn này thì 1 lít trên hecta thì chúng ta cứ pha 50cc mình thì chúng ta phun. Và nếu mà chúng ta phun bình rưỡi thì nó là 75cc cũng được rồi chứ không cần nhiều hơn. Và đối với cái nếu mà bà con xịt mà kỹ hơn thì mình xịt 2 bình thì nó là 100cc, có nghĩa là 100cc cho 1000 thước vuông và mình sử dụng cái liều lượng đúng của nó là 1 lít trên mẫu, có nghĩa là 100cc cho 1000 thước vuông thì rất thành công. Và đối với cái trường hợp mà sulfit thì cũng giống như vậy, nghĩa là bà con sử dụng cái này khoảng 1 lít trên mẫu, có nghĩa là một công khoảng 100cc. Kính thưa dưỡng giả, cấp này thời tiết nắng sớm mưa chiều rồi tối lại ốc nó lên nó ăn, rồi có biện pháp nào để xử lý ốc hay không? Đối với ốc bưu vàng thì thường thường thì bà con sẽ lưu ý là mình phải giải quyết nó sớm thì nó tiện hơn, có nghĩa là mình giải quyết trước khi mình gieo thì nó thuận nhất. Và ở trong cái kỹ thuật thì người ta có thể đưa cái thuốc bột để người ta xử lý trước, nghĩa là lúc mà vừa lên nước đó, người ta xử lý để cho buổi chiều để cho con ốc nó lần lên nó nhiễm thuốc nó chết đi. Thì có thể mình chưa làm đất, mình để 1-2 ngày sau đó mình làm đất thì như vậy là coi như là mình đã loại trừ những cái con ốc trên ruộng mình coi như đa phần rồi. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình gieo thì gieo người ta có cái kỹ thuật là người ta đưa cái hạt giống mình chung với cái thuốc hộp để người ta rải, thí dụ cái ăn hết này là rải thì cứ công này một ký để mình rải cho một công. Bây giờ ở trong này nó tới 140.000 hạt, thành ra mình trộn chung với cái giống mình gieo rải trên ruộng thì gần như là nước còn lem xép thôi là con ốc mà nó lên nó đã ăn thì nó sẽ chết ngay cái lúc đó, do đó nó sẽ thuận lợi về phần đó cho mình. Nhưng mà bây giờ nó có cái trường hợp đặc biệt là mình gieo rồi mà mắc mưa. Mắc mưa thì đã bàn với nhau là mình phải làm sao đào rãnh thoát nước cho nó êm. Do đó khi bà con có rãnh thoát nước thì bà con sẽ nhớ là một là nó nằm ở trên những dũng, hai là nó nằm ở dưới cái đường nước. Do đó mình sẽ dùng cái thuốc ốc này mình rải ở trên những cái chỗ có nước đó, hoặc là ở trên mương mà mình tháo nước đó, thì để những nơi tập trung đó là con ốc nó sẽ chết. Còn nếu mà trường hợp mà mưa nhiều thì bà con phải nhớ là phải tháo ra rồi giải lại, chứ không thể là giải lần rồi nó hết. Bị con ốc thì nó gần như là nó phát triển là nó nằm trong đất rồi thì nó cứ trôi lên. Trôi lên thành ra mình giải rồi mà có mưa thì nước nhiều cho nó trôi đi thì sau đó mình phải lặp lại. Thì như vậy nó mới bảo đảm cái vấn đề an ninh cho cây lúa mình ở trên đồng. Xin cảm ơn kỹ sư Tiên Minh Tâm đã thông tin đến bà con với những thông tin rất là hữu ích. Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp cho bà con nông dân có thể chăm sóc tốt ruộng lúa của mình, giúp cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ, chống chịu được thời tiết cũng như là dịch hại tấn công. Kết quả câu hỏi đố vui kỳ trước: sản phẩm nào sau đây giúp dưỡng hoa tăng đậu trái trên cây trồng? A. Hibocron 714, B. Bơm Blower, C. Tin Super. Và đáp án đúng là đáp án A. Xin chúc mừng ba khán giả sau đây có câu trả lời đúng và sớm nhất. Chúc mừng khán giả Nguyễn Bảo Phong, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, khán giả Bùi Trần Anh Tuấn, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và chúc mừng khán giả Lê Văn Mạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ban tổ chức sẽ liên hệ để gửi quà đến các khán giả. Và câu hỏi kỳ này như sau: thuốc trừ ốc bưu vàng ăn hít 12GR mới có những ưu điểm vượt bậc nào sau đây? A. Hạt nhỏ nhiều hạt, B. Diệt sạch cả ốc nhỏ lẫn ốc lớn, C. Dẫn dụ ốc cực mạnh, D. Tất cả những ưu điểm trên. Quý khán giả hãy chọn một đáp án đúng nhất gửi về ban tổ chức chương trình theo số điện thoại 0929 141 000. Ba khán giả có đáp án đúng và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ nhận được quà từ tập đoàn Lộc Trời. Kết quả sẽ được công bố vào chương trình kế tiếp. Câu hỏi đố vui vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp thực hiện chương trình này. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong chương trình kỳ sau.